và giữa lúc có nhiều lo ngại về việc Việt Nam sẽ không còn được nhận hỗ trợ ODA từ quốc tế thì trong một hội thảo với 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long diễn ra và mới đây, Ngân hàng Thế giới đã cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam giai đoạn 2017-2021. Ông Osman Dian, giám đốc Quốc bang tại Việt Nam khẳng định Quốc bang vẫn cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển. Quốc bang sẽ gắn kết với các chương trình phát triển kinh tế của Việt Nam và đồng bằng sông Cửu Long trong 5 năm tới. Đại diện World Bank cũng cho rằng khu vực tư nhân cần được tham gia vào các chương trình này nhiều hơn vì nguồn lực tư nhân chính là động lực phát triển. Trước mắt World Bank cần một khung đối tác chiến lược quốc gia để giúp đỡ Việt Nam trong giai đoạn này. Riêng đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, có nhiều việc cần làm, nhất là ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng logistics nhằm đảm bảo phát triển cho vừa lúa gạo, thủy sản và tăng thu nhập cho người dân trong vùng.